Ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn coi một cái chức năng vô cùng vô cùng vô cùng mà vô cùng gọi là vô cùng muốn cho Roan đấm. Có thể đấy luôn được không? Là vô cùng vô cùng vô cùng cái gì mà vô cùng? Đây là một cái chức năng mà chúng ta có thể review được các Blaya đó chị. Đó, đây là một cái khinh khí cầu. Chào mừng các bạn đến với khinh khí cầu nha. Tôi nghĩ chắc là tôi là người cuối cùng ở trong cái Lay Together này biết đến cái sự tồn tại của khinh khí cầu anh em ạ. Ok, anh là người nhà quê. Thằng ơi, cái này người ta tính thằng ta vào game người ta biết luôn người anh trai à. Xem đi, nhảy lậu xuống dưới chị ơi. Ok đó bạn, thì thật ra là đầu tiên á là mình chỉ đang định là đi khinh khí cầu để đi Camu để rồi đi tham quan coi là cái Blaya này có gì VIP. Trời ơi, sao mà các bạn sói con vô quá trời luôn anh em, nhìn thấy không? Sói con không nè. Ôi, ui. Ủa, cái này đi trên đầu tòa nhà, bây giờ mình nhảy xuống đây được không chị? Được, thoải mái, nhưng mà tốt nhất là đừng có nhảy như thế, nó hơi kỳ á em. Ok anh em ạ. Anh em nhìn này, anh em đi trên kênh cái cầu này là anh em mới thấy được bao quát. Blaya một khuyên anh em là anh em là muốn thấy sự đẹp đẽ mà là bao quát thì anh em nên đi lên kênh cái cầu này. Và như anh em thấy đó, một cái thằng đi kênh cái cầu sau tất cả mọi người đang giới thiệu cho những người đi trước cách đi kênh cái cầu. Đây đây đây, để tôi xem mưa cho ông nhất ông nhá. Ok nhất chị luôn. Đây, chị che mưa cho em đúng không? Ok luôn, để đáp lại cái sự tốt của chị thì em sẽ che mưa ngược lại cho chị. Ok luôn, đó chị em mình che cho nhau đấy. Chị em tốt bụng này phải như vậy. À, đâu là cái ô con gắt nhìn cute đấy à? Ôi, tiền cả đấy em. Các bạn thấy chứ, người nhà giàu mà các bạn mua đồ toàn bằng tiền của mình. Tính ra cái ô của em còn đắt hơn ô của chị đó alo. Chị giàu chị mua đồ bằng tiền sao? Còn em nghèo em mua bằng đồ bằng kim cương không à? À ý chị là mà không nhiều bằng thôi. Ok. Ôi, như thế này bạn sẽ không chơi dù cho em là chị. Chơi dù cho mình quá trời luôn. Ôi. À khoan. Chơi dù cho một bạn nữ khác là chúng ta không nên như này nè, mà chúng ta phải như này. Đó. Gì cơ? Ok. Bạn ơi, mình cũng thằng nhá. Ở cậu ơi, cũng bị định biến to. Ủa sao thấy sao biết hay vậy? Em sao biết hay vậy? Cao mùi biến to lên như vậy là cao mùi đang lừa dối khán giả. Nói dối về chiều cao. Tại sao chị lại cao như thế? Chị lùi lại đi chị, để em che mưa cho chị. Cao thật mà. Đi luôn đi. Đi em mới che mưa cho chị được. Ok đi. Nha, nhất em đây. Em rồi, okay. Em bảo che cho chị mới nhỏ xuống đấy nhá. Ok, rồi, tức là bình thường mà. Đấy. Ok. Cảm ơn. Ê mà rồi. Mà chị mua hình như là chị cũng đang định nói cái mà em đang nói đúng không? Đúng rồi. Chị nó cũng đã là chị cũng đang định nói cái em muốn nói. Ủa anh em, mình che nó có thừa quá không chị? Thừa lắm em ơi. Ở trên là cái cầu nó che rồi mà. Đúng rồi đó. Mà sau khi đi tham quan một vòng mới kinh khí cầu thì tôi phải nói thật với anh em là chỉ có một lời nhận xét duy nhất cái Blaya này thôi. Cao quá, toàn dù là dù không thấy gì cả hết. Hiện tại là sẵn rồi là các bạn sói sói tập đoàn sói đêm của em đang đây. Bây giờ chị hãy cho thấy độ giàu có của chị đi. Dạ vâng. Thật ra độ giàu có này của Roy nhưng tôi chỉ là hưởng sái nha mọi người. Trời ơi. Chuẩn bị Roy, chuẩn bị lên là đứng lên, đứng lên. Roy, lên. Ok, xuống lên nhanh thế nhờ. Ừ à. Thế thôi kệ Roy, tạm biệt Roy. Thôi em có bạn này chở này. Đấy. Bạn ơi, đi theo. Trời ơi, xin mạnh dạn tuyên bố là đua với xe thể thao nhá. Đâu rồi, xe thể thao đâu rồi? Đâu rồi? Em đâu rồi? Chị đến đâu rồi? Em đâu rồi? Rồi, bà chạy hai vòng không tôi mới chị. Ơi, sao lại tôi nó bị vậy? Ôi, đừng dìm nước tôi nha. Ôi, dìm thôi. Đúng rồi, để tôi xuống thẳng luôn. Ôi, quay lại. Ôi, hôm nay em phải ra đây em tập câu cá mới được chưa? Hiện tại là em đã mua được rất là nhiều món đồ đắt tiền của Bay Together đời vậy. Em không muốn tiêu kim cương nữa, em muốn đi câu cá rồi. Em dùng cần gì? Em dùng cần phép thuật. Đấy. Giờ này có cá không ta? Giờ nào chả có cá, quan trọng là cá gì? Em đang định muốn câu cá sấu, không biết câu cá sấu câu ở đây được không? Được em. Câu cá sấu ở đây được. Được mà. Được. Chị câu được mấy con ở đây rồi. Câu cá sấu của chị đâu? Đây, cá sấu đây. Cái này nha, chị thách em câu được cá sấu ở đây luôn. Em mà câu được chị cho em tiền luôn. Ghê. Trời ơi, bạn kêu cá sấu à? Con cá sấu này á, chị chỉ có duy nhất một mình chị câu được ở đây thôi. Còn người khác là không câu được đâu. Sao nghe cái hồi nó cứ điêu điêu thế nào hả anh em? Điêu điêu chỗ nào? Nghe cái hồi nó cứ điêu điêu. Thật mà các bạn là biết sao? Tại vì cá sấu nó hiếm em hiểu không? Cá sấu nó thuộc dạng dòng họ là hiếm em hiểu không? Thế là chỉ có mình chị câu được cá thôi sấu thôi. Còn người khác là câu ở chỗ khác. Nhưng mà không sao, ở đây là cũng vẫn là câu được. Nên lại nếu mà em câu được chị cho em tiền luôn. Bà Hảo đúng không? Bà Hảo không? Tôi nghe dịch nói là cá sấu chỉ câu trong hồ thôi. Bà Hảo ơi, môi lừa, môi lừa. Lên xe. Bà kêu là cái hồ này mà nãy bà bứng đứng ngoài bãi biển. Từ đâu bà mất nhận thức về cái việc phân biệt biển và hồ các bạn ạ. Em không à, nghĩ sao vậy? Đây là ở đây có một cái hồ này, cá sấu trong đây nè. Đâu? Thấy chưa? Ôi, nhưng mà chỗ này nó ghi là nô phát sinh chị ơi.
hả? Cái này nó ghi là no fishing. Ghi là no fishing vẫn câu được mà. Ở đâu có nước ở đấy câu được, em hiểu không? Đây này, mà cầm cần chị câu thử cho em coi nè. Nhưng mà người ta ghi là no fishing mà mình câu như thế là không sợ. Chị bảo kê. Cái gì là người ta gọi là đường chị đi có ai đó che chở, đường nó đi có ca mui che chở, yên tâm. Ghê. À tức là mui là đường mui đi có quý nhân phù hộ. Đường vô về có ca mui bảo kê. Chính xác. Ê mui ơi, em ngồi đây từ nãy đến giờ luôn rồi á, chị có một cái xấu nào đâu chị? Trời ơi, em phải từ từ, em biết tỷ lệ ra cá sấu là bao nhiêu phần trăm à? Chỉ 1-2 đến 5% thôi. Trên 100 lần, tức là em phải câu 100 lần thì may ra có được 1 lần cá sấu, em hiểu không? Nên là em cứ câu đi. Em phải tin là chị, em hiểu không? Bà đừng lừa tôi biết rồi. Bây giờ chị cũng câu chứ có phải là chị không câu đâu. Bà lừa tôi đúng không? Thôi, tôi biết rồi. Chị chờ đó, chị kêu là chị bảo kê em mà chị lừa em ra cái hồ bé tí tẹo này câu một đống người sao câu được cá chị. Em lại không biết rồi, câu á càng đông người thì cá ra càng dễ. Đấy là kinh nghiệm của chị câu nha. Càng đông người cá ra càng dễ hả? Thì mình sẽ mở tiệc ở nhà đây mình câu anh em mà mình không thể câu cá mui ở đâu, ba mui. Em mở tiệc ở nhà đây. Chị chào em đi, em sẽ đem cá sấu qua cho chị coi. Trời ơi, em nghĩ là em làm như câu cá sấu dễ lắm, câu 1-2 lần là ra liền. Chị đố em luôn á. Ok, thắt cho ok nha, bây giờ mình sẽ mở tiệc tại nhà mình đi câu cá sấu anh em. Em biết tại sao không? Tại vì nhà chị mới có nhiều cá sấu, nhà em lấy đâu ra? Ghê, quái căng thế anh em nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà mình câu cá sấu anh em nhá. Đây, hiện tại là mình đang có mặt ở nhà nên em mà ok, bây giờ mình sẽ đứng bên đây để mình câu đi, lấy vía câu cá sấu anh em ạ. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ chờ đông đông người vô một xíu xong sẽ câu cá sấu anh em. 1 hour later. Tôi bắt đầu tin lời cá mui rồi anh em. Cá sấu khó câu thật sự luôn. Hay là do nhà tôi khó câu nhỉ? À, nãy giờ tôi thấy mấy bạn toàn giật lên cá sấu rồi còn đi tôi thì không. Cá sấu không có gì với tôi anh em ơi. Ok đây bà, tôi sẽ nốt 5 phút nữa thôi. Tôi đang ngồi đây 1 tiếng rồi, 5 phút nữa thôi mà tôi không câu được cá sấu. Tôi ra tôi chịu thua này, mà chịu thua cho nhanh cái câu vậy, khổ đau anh em. Đưa tay đầu hàng là chấm dứt nỗi đau anh em. Trời ơi, nãy giờ nó toàn là bóng 1 không anh em. Bóng 1, bóng 2, bóng 3 không, không có một cái bóng 4 luôn. Không có một cái bóng 4, chứ nói gì bóng 5 anh em à. Mà hình như cái số là bóng 5 đó, có số bóng 5 hay bóng 4 nha. Đấy, ok quá trời bạn ngồi chụp hình với mình luôn nè. Nhưng mà nãy giờ các bạn cứ đi qua đi lại, cứ lại ông đi qua lại, bà đi lại cho tôi xin tấm ảnh đi. Chụp ảnh xong không lấy cái số đâu. Buồn ghê luôn á đây. Ok. Rồi lần hai câu này chắc chắn phải có cái số. Bóng 5 đi, please cho mình xin một cái bóng 5 thôi. Một cái bóng 5 duy nhất thôi, một đêm duy nhất thôi. Lại bóng 3 rồi. Trời ơi. Câu cá sấu nó khó lắm hả các bạn? Câu cá sấu nó khó lắm luôn hả? Nó khó nó dậy luôn đó hả? Một bóng 5 đi, cho một cái bóng 5 đi, cho cái bóng 5 mai cho tiền ăn kẹo. Một cái bóng 5 thôi, mai cho tiền ăn kẹo nhá. Một cái bóng 5 thôi. 1 bóng 5. Ôi, từ từ. Một này. Ôi. 2 này. 3 này. Ôi, này bóng 5 đúng không? Này bóng 5 đúng không? Từ từ. Này bóng 5 đúng không? Ôi, lên. Chơi tôi, nãy giờ mấy ông khoe với tôi cái xấu dương miệng nè. Trời liêu. Người lâu lắm rồi mới câu nhân phẩm cao. Trời ơi, chỉ có những người nhân phẩm cao như cô mới câu được cái xấu dương miệng anh em hiểu không? Bao nhiêu em có cái xấu dương miệng anh em comment phía dưới tôi biết nha anh em ơi. Ồ quên, bây giờ mình sẽ ra mình khè mua anh em à. Bà chơi tôi bữa nay à, tôi buồn quá anh em. Hôm nay có cái xấu dương miệng rồi, ra khè bà luôn. Mui này, mui ra ngoài ruộng, mui cày với râu. Mui ơi, mui ơi, mui ơi, dậy đi mui ơi. Nghe mui ơi, dậy đi mui ơi. Dậy đi mui ơi. Trời ơi, biết sao chị thấy em đi ra là chị đứng yên thử xem em làm gì, ai ở đây làm trò khỉ thế à? Làm gì à? Em xin trịnh trọng tuyên bố với chị luôn, con người rất lâu mới câu cá như này nhìn đây. Ta, ta, ta. Ôi rồi, câu mất bao lâu? Em câu mất tầm khoảng 1 tiếng á. Nhân phẩm cao dữ vậy. Chị câu mất bao lâu? Nhân phẩm cao dữ vậy. Chị có không? Chị có không? Chị có không? Chị có không? Mà sao được hay dữ vậy ta? Trời đất ơi, trời đất ơi, là trời đất ơi. Ôi ngầu quá rồi. Con của em kích thước bao nhiêu? Anh đồ. Ủa con thì kích thước nhiêu? Con em kích thước bao nhiêu? Nè, 328. Trời ơi, 434. Ui, 434 nào to bé.
còn đây nữa này. Đấy. Ơ đồ. Hóa cái sao đi à? Mặc dù nó nhỏ nhưng mà giá trị nó cao, em hiểu không? Con đấy bao nhiêu tiền? Con bao nhiêu tiền? Giá trị nó cao. Con đấy bao nhiêu tiền? Con đấy bao nhiêu tiền? À, giá trị là giá trị tinh thần. Còn nếu mà nói tiền thì 484 thôi, còn ông miệng ông 1000 cơ. Con đấy cái thước bao nhiêu vậy chị? Cho khoe lên nhé, khoe lên cái con này. Ủa 21 thôi, nó nhỏ à. Sao 21 cm à? Ui. Nhưng mà giá trị hiểu không? Đâu phải như ai đó đúng không? Đây là bà đã biết là cá sấu là câu ở nhà đúng không? Bà dụ tôi ra cái hồ chút xíu là câu. Đâu có đâu, chị. Ở đây chị bảo có cá sấu là có cá sấu, em cứ câu đi. Rồi khác có lúc ra thôi, còn lúc nào thì chị chưa biết. Bây giờ mình sẽ không tin lời cá mươi nữa đây mà. Mặc dù em biết là chị rất là dễ thương, cô te hột me, nhưng mà chị lúc nào mừng gọi là người lừa em của mình. Em không thích chơi nữa, em về cái xấu của em đi chơi đây. Bye bye chị. Tạm biệt em nhớ, nhưng mà không bằng mini. Ê, lưng quên. Ê, rồi, thử mini coi, Khoan. Chị đứng yên đấy cho em. Bà khoe cá sấu mini với mình cay quá anh em à. Cay không chịu được. Anh em mà cay không đỡ nổi. Anh em chờ tôi tí, tôi sẽ câu con cá này lên cho bà mưa bà thấy là bà phèm như nào anh em à. Dăm 3 cá sấu mini tuổi. Nhìn em đây. Hi. Ok. Ha. Thật hả? Không, em có một con cá khác VIP hơn con cá sấu mini luôn. À ghê đâu, xem nào. Anh em ra cho chị đây ok, để mình sẽ cho mua nha. Nhanh chân lên em ơi. Nhìn em đây, mặc dù con này nó không mini nhưng chị nhìn vào phát chị biết giá trị của nó luôn. Chị đâu? Thấy không? Mặc dù con này nó không mini nhưng chị nhìn phát chị biết cái giá trị của nó luôn. Đấy. Ờ đâu? Con cá biết cái... nhất. Ok. Ok. Em à, cái đấy chỉ cần đập tiền vào thì có, con này thì không nha. Con này phải là may mắn nhân phẩm cao mới có nha em ơi. Cái con của chị là con của mình là giá trị như ta chỗ giá trị tiền sao, nhưng mà con của mình là giá trị kim cương, đúng không? Không, nhưng mà con nào có giá trị hơn, hiếm hơn. Ok. Buồn hết em à. Con nào gọi là đề cao tinh thần lao động hơn à? Anh em có muốn gọi là mình làm cái video là câu cá sấu mini không các bạn? Bà có mua bất khỉa cay thì chứ. Thời có mua khỉa cay quá. Cay thì kệ bạn, chứ cay thì uống sữa và uống nước mà đi bạn ơi. Thấy à? Nhưng mà từ mua ơi. Em thấy có cái này nè, chị đã từng đi thử cái này chưa? Em được mấy bạn khán giả tặng nhiều mấy cái kiểu world tour này lắm á. Chị cũng định làm video ra nước ngoài này nhưng mà chưa có thời gian đó bà. Mình cái này định làm một cái video ra nước ngoài này anh em mà, nhưng mà tôi sợ tôi có vé đi mà không vé khứ hồi nên mà đi ra bởi luôn chết tôi luôn á. Đi ra bởi luôn chết tôi luôn anh em ạ. Hồi nó khác không hay là như nhau vậy? Cái vé khứ hồi là vé khác hay là cùng một vé đấy, tức là mình bay ra nước ngoài được mình bay về được không anh em? Chứ qua bên bển thì các bạn không về được. Coi không đi mà không về được là tôi á. Đi không về được là thôi, bye bye các bạn, tôi không gặp lại các bạn luôn. Các bạn ơi, một đi không trở về luôn á. Anh em có muốn mình làm một clip gọi là thử ra nước ngoài, gọi là tham quan ở bên nước ngoài như nào không anh em ơi? Tôi cũng chưa đi nước ngoài lần nào. Thế giới ở đây người ta tên là thế giới Playa, chắc ra nước ngoài sẽ tên gọi là thế giới Playa X2 quá bạn. Ê mà Mui ơi. Em để ý này nè. Nãy giờ là mình ở đây á, cái vali cứ chạy ra chạy vô mà không ai lấy á. Không mấy chị em mình lấy đi chị. Em lấy thôi, chị thì chị không, chị là người có văn hóa em ạ, chị không làm cướp bóc như thế đâu em cứ lấy, em cứ lấy đi. Ok, cái đấy người ta được gọi là cướp bóc, người ta gọi là gì? Nhặt được đi, của chị, rơi. Em không ngại chứ, chị ngại lắm, chị không ngại gì đấy đâu. Để em hỏi chị. Thôi, em nhặt về em tặng chị được không? Tặng thì được. em nhặt về là em nhặt, còn cái đấy là em tặng thì em tặng cái gì chả được, đúng không? Người ta đã từng nói rồi. Cái đấy đâu liên quan đến chị đâu. Ông mà xưa từng dạy nhặt được của rơi tạm thời nhất túi không ai lấy lại là của mình luôn. Đó, đâm ra là bây giờ không ai lấy nha anh em thấy không? Đó, giờ tôi lấy là của tôi, thấy không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Chính xác luôn, chính xác, nhớ đem tặng chị nha. Chính xác cái đầu mà. Các bạn không được nói hay mua nha anh em, mình gài mua siêu cầm mũi làm bữa là xấu anh em xấu nha. Đó thấy chưa? Ủa gì các bạn này phải giờ cầm mũi luôn lại không? Mua định gọi là biết em hành gọi là người ăn cướp đúng không? Đâu, đấy là em muốn làm thế, chị có làm đâu. Nhưng không sao, dù các mui có lương lẹo như nào nữa thì em vẫn treo cho chị. Chứ. Ở đó là tông á chị. Nhìn con bự vậy cầm cái dù nè. Nhưng muốn bẻ cái dù được luôn á. Ok đó bạn. Nói chung là ngày hôm nay là mình đã câu được một cái sáu vương miệng rồi, nhưng mà thường không chưa có sáu mini rồi bị các mui chị ăn. Ok, và tập sau anh em nào muốn mình câu con cá nào nữa thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha. Và Rô sẽ làm video ở tập sau nha anh em ơi. Ok, và ngày hôm nay đã được cá sấu vương miện rồi, quá biết bà Rô luôn. Và nếu có bất kỳ thử thách nào trong đây tôi đợi anh em muốn mình làm thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết luôn nha anh em ơi. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp. Bye bye. Và anh em đừng quên mất là anh em nhớ tiêm cho tôi nha anh em ơi. Tôi lên được hạng 28 rồi nè. Lên được hạng 28 thôi. Để cho mấy ông phát nghe rồi là bị đá xuống.
đúng rồi, đừng quên cả Camu nha anh em ơi. Mấy ông pha ke dạo gần đây gọi là có những cái hành động chửi chửi lên mặt chính luôn anh em ạ. Nhưng mà không sao, cái gì là real thì nó vẫn là real anh em, hiểu không? Pha ke bây giờ mình đặt mấy ông pha ke suy tàn, đặt mấy ông xuống ha. Ok, các bạn cứ tiếp cho mình nha, hiện tại là đó, ok. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp. Bây giờ tạm biệt thiệt nè. Bye.